quý vị. Nay mình muốn chia sẻ một chút ít kinh nghiệm về cái cách đọc màu trong sơn dầu để các bạn mới bắt đầu hoặc các phụ huynh có thể phát hiện con em mình có cái năng khiếu về hội họa thì cũng biết để mà trao đổi cũng như chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với các con. Đó là cái màu nước và cái màu sơn dầu. Thế thì cũng phải nói về cái tính chất thì các bác họa sĩ thì có thể là bỏ qua cái clip này không xem, nhưng mà đây thì tôi muốn chia sẻ cho những người mới, cho nên là tôi nói những cái này thì nó là cái kiến thức phổ thông rồi, ai đã vẽ thì biết. Thì cái tính chất của màu nước, đây là màu set 12 màu color này, của hãng Hobein Astic, nghĩa là cái hãng màu nước cho dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp. Thì cái tuyếp màu rất là nhỏ, các bạn thấy nên nó còn nhỏ hơn cả ngón tay. Thì màu nước thì nó có rất là nhiều dạng, có màu khô, có màu ướt, có màu ấy. Thì nói chung thì đây là thuộc cái nhóm màu gốc nước, nó khác với cái nhóm màu gốc dầu. Thế thì cái màu gốc nước này thì bản chất của nó là màu trong, không có màu đục. Không. Màu trong là cái gì? Màu trong là cái lớp màu có thể để cho ánh sáng xuyên qua cái lớp màu đấy, đi vào cái lớp nền, và từ cái lớp nền ấy thì cái ánh sáng phản chiếu ra. Cho nên tất cả những cái vấn đề của cái tranh màu nước thường là ta thấy nó rất là nhẹ nhàng, vì nó là cái lớp màu mỏng và nó vẽ trên nền giấy trắng, vẽ trên nền trắng. Cho nên cái dùng màu trắng, dùng sắc độ trắng trong màu nước là rất ít, là rất hạn hữu. Người ta tận dụng cái màu trắng của cái nền giấy đấy, trừ những vấn đề về điểm xuyết rồi này khác, nó cần nhấn cái độ sáng của ấy thì người ta mới dùng cái sắc độ màu trắng thôi. Chứ còn này, hầu hết là người ta tận dụng, và vì cái mặt nguyên tắc là tận dụng cái nền trắng của giấy. Thì đấy là nói về cái màu nước là cái màu trong, trước hết là phải khẳng định đó là màu trong. Thì trong màu thì nó có màu trong, màu bán trong hay là bán đục đấy, và màu đục. Trong các cái phong cách vẽ thì có cái nó gọi là cái phong cách cổ điển thì mới quan tâm tới cái độ trong đục của màu, tới độ trong đục của màu. Thế còn cái cách vẽ mà vẽ bằng bay, vẽ đắp impasto này, các cái nó impasto đây nó còn là vẽ đắp dày lên và dùng, hay là có họa sĩ thì hòa ra bát, ra xô này khác này, đổ lên toan, thì cái độ trong đục không còn ý nghĩa, thực ra không còn ý nghĩa. Và màu lúc giờ chỉ nổi trên bề mặt của mảng màu đó, chứ không có cái độ trong, độ mỏng để cho ánh sáng xuyên qua, để tận dụng cái phản chiếu từ nền ra. Bởi vì cái bản chất của sơn dầu, cái sơn dầu nói đến trong đục thì cái câu chuyện là phải tận dụng được. Nó giống như vẽ màu nước, gần như vậy. Nó giống là cái điểm thế này, là tận dụng được cái độ trong của màu để cho ánh sáng đi xuyên qua các lớp màu, xuyên qua các lớp màu, gặp cái nền tranh, nền toan hay nền gỗ hay nền gì đó, và cái nền đó phản xạ lại cái ánh sáng, và ánh sáng lại đi ngược ra mắt người xem,
ra ngoài mặt tranh. Cho nên cái câu chuyện rằng từ đó nó sẽ cộng hưởng của hai cái chiều ánh sáng. Một chiều ánh sáng từ mắt người xem, ánh sáng từ ngoài vào mặt tranh và đi xuyên qua các lớp màu và sau đó gặp cái nền tranh và lại bật trở lại. Thì hai cái luồng ánh sáng đó nó đều mang các cái sắc tố màu của các hạt màu nằm ở trong các lớp màu cho đến mắt người xem và gây nên một cái hiệu ứng thị giác, hiệu ứng quang học rất là đặc biệt mà các cái cách vẽ khác không thể có, không thể có. Đấy là cái điều chắc chắn. Các bậc thầy cổ điển ấy, tôi nghĩ là tại làm sao tranh của họ rất đẹp. Trước hết là về cái hình họa của họ quá đẹp. Các bậc thầy cổ điển thì rất giỏi vẽ đắc xin, rất giỏi và vẽ chính xác. Xương, người ta nhìn thấy xương ở đâu, nhìn thấy thịt ở đâu, nhìn thấy cái biểu lộ cảm xúc của hình thể ở đâu, của nhân vật, của chủ thể. Mà ở đây thì tôi nghĩ rằng này, dù vẽ cách nào thì cũng phải đưa đến một cái hiệu ứng rằng đưa lại cái cảm xúc, đưa lại cái cảm xúc cho người xem thật là mạnh mẽ, thật là sâu sắc. Thì đấy là một cái bức tranh đẹp. Ví dụ như là các sắc độ này là mình đang vẽ đến những lớp cuối cùng như đây, màu hobein, màu nhạt, màu cho hạng họa sĩ. Đây các bạn thấy rất là phẳng, mặt tranh rất phẳng, không có gồ ghề, không có vẽ đắp, vẽ rất mỏng, đấy. Cực kỳ mỏng, phẳng, phẳng đẹp. Phẳng đẹp. Cái bức này là mình vẽ từ tháng 5. Từ tháng 5. Thường mình vẽ các lớp trong ấy thì dùng cái dầu lanh sáng. Dùng lanh sáng. Và có trộn với dầu hạt thuốc phiện để cho nó chống lại cái sự ngả vàng của cái dầu lanh ấy. Đấy, cho nên là nó dầu thuốc phiện này nó cũng lâu khô, chính như bản thân của dầu thuốc phiện lâu khô nên mình nhưng mà nó lại không ngả vàng, điều đặc biệt của nó là sẽ không ngả vàng. Đấy, đây là cái khói này không ngả vàng cho nên là phải nhưng mà cái độ bền, cái màng phim của nó rất là yếu, nó mỏng, nó yếu, nó dễ bị giòn. Đấy, thành ra là cứ phải pha thêm cái dầu lanh sáng vào để nó tạo ra cái màng phim nó dai hơn. Đấy, nhưng mà lại phải chịu cái độ lâu khô của nó. Nhưng mà vẽ cổ điển trước hết là phải phẳng. Không đắp được. Đấy, nói thế là các bạn biết. Qua những thời gian thực hành về cái phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp áp dụng, mà đây nó là một cái kỹ pháp đặc biệt của cái trường phái cổ điển, của các cái bậc thầy cổ điển như Leonardo da Vinci, như Raphael, như Michelangelo, vân vân. Thì
những cái bậc thầy vĩ đại của nhân loại đã để lại những cái tác phẩm mà vô giá, không thể định giá được, khó định giá, mà với những cái kiệt tác mà đi suốt thời gian, nên cái thành tựu lớn nhất của nhân loại về cái mặt hội họa theo tôi là đánh giá như vậy. Nó không ở những cái giá trị về cái thẩm mỹ, không ở cái giá trị về, không chỉ ở cái giá trị về cái những kỹ pháp gọi là tuyệt đỉnh về hội họa. Thế còn các cái trường phái khác, ví dụ như là trường phái ấn tượng hay trường phái chiều tượng, thế rồi trường phái lập thể, rồi trường phái đa đa, vân vân, rất nhiều trường phái. Nhưng theo tôi ý thì khi mà cái bản thân tôi đã nhìn thấy được cái những cái mà nó thực sự là mang lại những giá trị lớn, thực sự vừa mãn nhãn vừa muốn tìm tòi khám phá tại sao các bậc thầy cổ điển và với những kỹ pháp sơn dầu nhiều lớp như thế lại đem lại cái hiệu quả về cái thị giác rất lớn như thế đối với người xem. Và một minh chứng rằng này, các cái kiệt tác đấy đã xuyên suốt tồn tại xuyên suốt 5-6 thế kỷ này, nghĩa là 5-600 năm. Thế tại sao đó nó lại là cái câu chuyện nó rất bền vững như thế, mặc dù cái lượng sơn bám trên bề mặt không nhiều, và nhưng mà cũng phải nói rằng này, nếu mà ai đã dấn thân vào cái phương pháp vẽ sơn dầu nhiều lớp này thì phải chịu một cái áp lực và phải có cái tính kiên trì rất rất cao. Kinh nghiệm của tôi ấy thì khi mà dùng dung môi và sơn dầu xong một lớp thì cái độ khô của nó, cái thời gian khô của nó tầm từ 3 đến 5 ngày mới được một lớp. Thế thì khi mà hoàn thành được cái tác phẩm ấy thì nó tầm được khoảng 4 đến 5 tháng. Và đến khi mà phủ cái vắc ly bảo vệ trên mặt tranh thì nó tầm được khoảng 6 tháng. Và 6 tháng mới đúng độ tuổi của nó. Thế còn cái sơn dầu này nó khô từ từ. Đấy là cái khô bề mặt. Thế còn khô từ từ ở phía trong ấy thì nó phải tồn tại hàng mấy chục năm, hoặc là có thể đến hàng trăm năm. Và nó vẫn cứ tiếp tục nó khô. Đấy thì bây giờ ấy này, chúng ta xem các bức tranh cổ điển ấy, của các cái bậc thầy cổ điển tồn tại hàng mấy trăm năm trở lại đây, thì ta thấy rằng nó có cái sự hư hỏng do thời gian, do nhiệt độ, do ánh sáng, tất cả mọi cái, thì chúng ta thường nhìn thấy các cái vết nứt của sơn. Thế thì này, dù là nứt hay là dù là bị có biến đổi chút ít về màu, thế nhưng mà cái câu chuyện của cái sự bền vững của nó thì tôi thấy rằng không tính những cái ngành điêu khắc, thì chỉ riêng cái về cái hội họa sơn dầu thôi thì tôi thấy rằng đây là một kỹ pháp mà cho ta được những cái tác phẩm mà có lẽ nếu 5-600 năm thì tôi cũng cho rằng đấy là trường tồn với thời gian và nó đi suốt cái đời sống của chúng ta, của nhân loại. Xin được cảm ơn các bạn đã xem clip này.